các bạn nhé, hiện tại mình đang có mặt tại chợ phiên huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đấy, bày bán rất nhiều xong. Chẳng biết là trang có bán được để bán. Cái loại này hình như là nó đuổi là không, không bỏ đâu đấy. Tổ nó dài. Cái tổ ra kêu một muối là có mùi của nó là không thích thì ai không, không kiểu nó ta thòng nòng xuống nó dài lắm. Có mặt thì tốt lắm rồi mà ông quái để ông quái ấy nó quái là tốt ông thuổi thì không tốt bằng bên dưới xuôi thì làm sao mà thấy được ông nói này thì có thì ở đây thì có thôi. Ông khoái này là đắt nhất mà tốt nhất. Nhìn xem những cái bọn nó làm video nó đi tắt ong đấy, toàn những cái cây cao ở trong các cái rừng già nó mới ở, cho nên cái loại này ở rừng ấy không bao giờ nó ở. Đây là nguy hiểm lắm. Kiếm được một lít mật ong về không phải đơn giản. Cục cái bọn đấy luôn. Thì mua thì ai cũng thích về. Toàn là ong. Đây mình thấy bán những loại rau củ quả. Đây mấy cây thất diệp nhất chi hoa và lan kim tuyến. Bên trong này thì mình thấy bày bán rất nhiều hàng thổ cẩm. Ở đây thì mình thấy bán các loại châu chấu, giấy và đồ gia giảm. Cái bát các bạn nhé, ớt tương này, đây chuối muối, các kè đá, đây này cái bổ máu nhỉ cô nhỉ. Ở đây lại lòng cặp giỏ lan kim tuyến đẹp thật. Đây là bánh trắng đây là bên này là chắc là củ mai đúng không? Đúng không nhỉ chị nhỉ? Cô đây là sân đá phải không cô? Đây là chè Tết San để bắt hàng để bán liền. Biết rồi, cái loại của Trung Quốc này nói là nó gì? Lấy đây là lấy hàng cân đấy, lấy cân đấy. Khi em cũng phải hiểu người khác chứ không là sân đá. Sân đấu không ấy. Đây là má cam, bát kích đây phải bát kích tím không? Thôi, là loại tím không ạ? Sầm đất, bên này mình thấy tam thất nhiều lắm, tam thất sẽ được bán cho các bạn. Ai muốn mua thì lên chợ trên Bắc Hà. Đây này tiếp tục là đơn kỳ với đây tàu.
đây là tươi và đây chưa? Cái này, cái này. Để bán một ít quả dứa rừng. Quả này thì hay trị rụng tóc. Sâm đá và tím tươi. Đây là đường quy. Cái này quy dứa rừng, kia là dứa rừng. Dứa rừng trị rụng tóc. Tóc à? Vâng, dụng tóc với thận. Cháu, mẹ cháu hay nhập thuốc mà. Đây là khu trao bán các loại hoa củ quả, rau, bỏ, nhà tự trồng. Đây là mấy em xinh gái đấy. Và dừa. Mình thấy có một chú bán các loại thuốc nam gia truyền đúng không chú nhỉ? Đây là thuốc gì đây chú? Khởi thận. Khởi thận nha các bạn nhé. Khởi thận, khởi mật và khởi phù. Còn đây là đặc biệt sự thần kinh xương khớp. Nhiều lắm các bạn ạ. Ai có gì bên Bắc Hà thì qua ủng hộ chú nhá. Chú ngồi ở ngay gần chợ. Chợ cảm ơn chú nhá. Cần loại gì có. Vâng. Rau hôi này. Cái này thì đặc sản đấy các bạn. Sân cao khô. Đốc, núi để ốc đồi nhỉ cô nhỉ? Này chắc phải đi bắt ban đêm ấy. Cho xinh gái nhé. Ngoài ra thì còn bán hàng bán hoa quả, ớt, kiểu đủ hết các bạn. Ớt. Dạ. Chào chị xinh gái nhá. Đây chị bán đan thất à đúng không? Mà đan thất này rất tốt cho chị em phụ nữ làm đẹp da. Còn đây là đan thất. Uống mà khen thì uống thuốc khác, có của Hà chưa lọ đâu.